Và đối đầu với mỡ ở trong cái trận đấu này, mỡ không quan tâm đối đầu với mỡ là ai, bởi vì rõ ràng với cơ bản mình là Yin mà anh em, kỳ tài võ học ngán ai anh em, thích thì va chạm luôn. Ấy à, đây là cô gọi là cái vị tướng Dairo này, cái sợi thanh niên này tuổi gì đoán mí, va chạm luôn anh em, một cước vào mặt thằng bé lăn quay ra ngất này. Ấy kìa, ủa thì mỡ nghĩ là mỡ không chơi được anh em ạ. Đây này, kỳ tài võ học va chạm luôn. Hey ạ, ấy ạ, thôi không ổn rồi anh em ơi, úi trời ơi, chết mỡ rồi, kỳ tài võ học này không phải tự có anh em ơi, đi mua băng rồi. Nhưng ở đây mỡ sẽ đưa đó là Dairo vào lâu đài tình ái. Úi trời ơi, nó hấp diếm mỡ luôn này, sao lại đánh kỳ tài võ học nó như thế nhở? Trời ơi, ít ra ông nhìn thấy tôi ông cũng phải giả vờ sợ đi chứ. I am Yin and always will be, no matter what. Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mùa Legends ở channel của Tông, để mà cùng đến với gameplay về Yin, kỳ tài võ học. Nhưng bây giờ mà sẽ không dùng Yin đi rừng nữa, tức là cái ngưỡng sức mạnh của Yin ở giai đoạn đầu game nó sẽ đến muộn hơn một tí. Thay vì là vậy thì mỡ sẽ cầm cái vị tướng Yin này để mà đi lane và đối đầu với mỡ ở trong cái trận đấu này. Mỡ không quan tâm đối đầu với mỡ là ai, bởi vì rõ ràng với cơ bản mình là Yin mà anh em, kỳ tài võ học ngán ai anh em, thích thì va chạm luôn. Ấy à, đây là cô gọi là cái vị tướng Dairo này, cái sợi thanh niên này tuổi gì đoán mí, va chạm luôn anh em, một cước vào mặt thằng bé lăn quay ra ngất này. Ấy kìa, ủa à, ui dồi ôi, cái con Dairo này nó cầm cả phản kích, nó lên cả tách biệt anh em ạ. Đối thủ xứng tầm đây, nhưng mà xứng cái quần đùi gì anh em, mỡ thọt bố nó rồi. Ôi dồi ôi, đi phá rừng nhưng Tyrell anh ta cũng đã phải lên bảng điểm số, không sao anh em ạ. Và thật ra là mỡ làm video clip này về Yin đi đường ấy thì mỡ cũng có nghe chia sẻ đến từ một số anh em có bảo là cái con Yin đi đường cầm chảm sát cũng đang rất là ok la. Mà mỡ hầu như mỡ làm về Yin, mỡ chỉ làm về Yin đi rừng thôi, mỡ chưa làm về Yin đi đường bao giờ. Cho nên là ok la, ngày hôm nay mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay về vị trí của Yin đi đường, nhưng mà mang tiếng là kỳ tài võ học. Rồi thì solo 1v1 mạnh, nhưng mà với một cái con Dairo có khả năng hút máu trừ giáp kèm theo đó là có phản kích thì mỡ nghĩ là mỡ không chơi được anh em ạ. Đây này, kỳ tài võ học va chạm luôn. Hey ạ, ấy ạ, thôi không ổn rồi anh em ơi, úi trời ơi, chết mỡ chạy thôi anh em, thôi bỏ rồi anh em ơi. Tập này kỳ tài võ học thì thành ăn chặt mất rồi, mỡ không thể nào đánh được cái vị tướng Dairo ở trong cái thế gọi là 1v1. Xin chút nữa mỡ đã phải lên bảng điểm số nếu như không có sự trợ giúp đến từ vị trí của đó là cái vị tướng Yi Sanxin. Kèo này thì mỡ nghĩ rằng là cho dù có thay đổi người chơi hay là thay đổi về kiểu gì đi chăng nữa thì chắc là Yin cũng sẽ không thể nào solo được ở giai đoạn đầu game, khi mà đối đầu với một số cái vị tướng điển hình nó mạnh kiểu như là Tyros này, rồi thì Argus, rồi thì một số cái vị tướng khác, thì cái con Yin đầu game thì nó không solo được anh em ạ. Úi dồi ôi, làm video clip cho anh em đúng cái kiểu khó nhất anh em ạ. Khiếp, đụng độ con Dairo này thì... Nhưng mà thôi không sao, khi mà mỡ đối đầu với cả cái con Dairo như thế này thì mỡ cũng sẽ cố gắng mang đến cho anh em cách để mà chúng ta gọi là có thể có được cho mình một cái thế trận nó khả thi hơn. Khi mà chúng ta không có được cho mình một cái thế gọi là quá đẹp. Đấy, ở trong tiếng này là mỡ dùng cái ulti úp lồng này, nhưng về cơ bản là không úp được, và đó là cái con Sicilian này. Thậm chí là có cả cái vị tướng Dairo ra, nhưng mỡ cần phải lùi về trong cái tiếng này, bởi vì nếu như không muốn bị hạ gục bởi Dairo, anh ta đã khóa là xanh chín ở trong cái những cái pha giao tranh đầu game rồi. Thì đến thời điểm hiện tại thì anh em có thể nhìn thấy rất là rõ, đó chính là mỡ đi đường thua về Dairo, thua hoàn toàn luôn. Không có cách nào để mà thắng được một cái con Dairo nó cầm cái phản kích đấy là như vậy. Và thậm chí là Dairo anh ta bằng vào rừng đánh ta hạ gục đi được đó là cái vị tướng Yi Sanxin là rất dễ dàng. Mỡ có mặt ở đây đang là những cái tình huống gọi là đấm thẳng vào mặt của Dairo nhưng không hạ gục đi được anh ta. Phía bên này thì ôi, Sicilian anh ta xuống, anh ta vả mỡ lên bảng điểm số cái mạng thứ 3 rồi. Ôi,
quanh đi quẩn lại ngó phát thấy KDA của team mỡ trong cái trận đấu này nó đang là 0-8 anh em ạ. Trận đấu này team bạn thắng gọi là vượt trội ở mọi đường. Và mỡ thì có mặt ở đây, mỡ sẽ đưa cái vị tướng Johnson vào trong cái lâu đài tình ái của mỡ. Johnson không từ chối tình cảm của mỡ, mỡ đang đấm Johnson và mỡ có cảm giác ăn được anh em ạ. Nhưng mà tương đối vất vả, hạ gục đi được Johnson và mỡ có đưa cho mình cái mạng đầu tiên trong cái trận đấu này. Một cái chút gì đó le lói ở trong cái trận đấu này mà mỡ nhận được khi mà team mỡ đang bị ép quá kinh. Đường dưới mỡ thấy Tyrod nhưng không dám chơi. Tầm này kỳ tài võ học thì như nào ta? Cái con Yi này mong em thông cảm. Bởi vì là hình như là Yi này của mỡ đi mua bằng rồi anh em ạ. Với cả ping của mỡ hơi lag. Ping của mỡ hơi lag anh em ạ. Ping đỏ lừ 288 ping kìa. Về cơ bản là Yi của mỡ đi mua bằng. Đấy, chứ không phải là cái con Yi bình thường gọi là tự thi. Về cơ bản là đâu chỗ nào nó cũng sẽ có những cái những cái xảy ra liên quan đến nó gọi là cái gì anh em nhỉ, nó gọi là đâu nó cũng sẽ có tiêu cực mà anh em. Đấy, có những cái nơi mà những cái video clip trước mà mang đến cho anh em là trình độ của mỡ chơi Yi là như vậy. Còn trong trận đấu này đi đường thì mỡ cầm Yi là cái con Yi này đi mua bằng, tức là kiểu mang danh là kỳ tài võ học thôi, nhưng mà thật ra là kỳ tài võ học, nhưng mà gặp ông nào đấy gặp ông Tyrod thì cũng thôi thì mình cũng chịu. Mà quan trọng nhất ý là cái con Tyrod nó khỏe ấy. Con Tyrod nó rất là khỏe anh em ạ. Và người chơi đi rừng của bên phía team mỡ thì hơi bị a đuổi. Anh ta đi rừng, anh ta lên bàn điểm số liên tục. Mỡ ở đây mỡ thấy đang có giao tranh và thậm chí là băng trụ đến từ vị trí của đó là người chơi Sicilian. Anh ta đang muốn đi vòng đường này để anh ta chạy về, nhưng câu trả lời ở đây là anh ta đụng mặt mỡ. Anh ta bị mỡ lôi vào, ôi trời, lại còn bị lag anh em ạ. Vãi lít thật. Lôi cái con Sicilian vào lâu đài tình ái xong cuối cùng bị lag anh em ạ. Mà không biết hạ được Sicilian trong cái tình huống này không. Câu trả lời ở đây là có Tywill giúp mỡ rồi. Phản kích của đó là cái vị tướng Tyrod bật lên. Như anh ta bị khống chế của Tywill, xa thương đang được dồn vào Tyrod, anh ta định hạ Tywill nhưng Tywill đã tốc biến đi. Mỡ muốn đánh thêm nhưng team bạn ở đây ra là rất đông rồi. Lát kìa anh em kìa, ui vãi nổi thật, tí nữa thì bạn lên bảng điểm số. Và trời ơi, cái công sức vừa xong đến từ vị trí của Tywill của anh ta đã là quá tuyệt vời rồi. Anh ta dồn hết toàn bộ tuyệt kỹ, thậm chí là anh ta còn hy sinh cả mạng sống của anh ta để mà có những cái tình huống gọi là hạ gục đi kẻ địch. Nhưng dù gì đi chăng nữa anh ta cũng đã phải lên bảng điểm số, rất cố gắng và nỗ lực. Mỡ ghi nhận cái công sức cực kỳ bá đạo đến từ vị trí của Tywill. Dù vậy thì anh ta vẫn đang có những cái lời bờ lên và thóa mạ người chơi đi rừng. Thật ra là cái ông đi rừng thì cũng tục thật. Đấy, ông Tywill còn chửi cả team anh em kìa, team Conto thì anh em kìa, tức là team ở đây là TEAM đấy. Nhưng mà kiểu viết nó hơi dài thôi, bên nước ngoài nó gọi là team TIM cho nó tiện. Trận đấu này thì mỡ đang thấy được một cái thế nó đang hơi khó. Về cơ bản ở đường dưới là top mỡ chơi Yin kỳ tài võ học đi mua bằng, cho nên là hoàn toàn không ăn được cái con Gyros. Cho nên là khả năng cao cái trận đấu này là mỡ nghĩ rằng là mỡ chưa biết làm thế nào cả anh em ạ. Trận này thì chúng ta phải lên được những cái món đồ nó sẽ thiên về thuần đam và đấm được con Tyrod đã, tức là bây giờ cái súng nộ năng là chúng ta sẽ cần phải ưu tiên lên, anh em hiểu không ạ? Chứ bây giờ cũng có súng không đấm được thằng Tyrod. Thì kìa anh em kìa, ôi dồi ôi, nó khỏe vãi nổi anh em ạ. Bây giờ nói thật với anh em, nó thua mỡ một level chưa chắc mỡ đã ăn được đâu cơ. Đây là huống chi nó còn hơn mỡ được tận một level. Cái thế này thì đang tương đối gọi là có quay. Mỡ sẽ đảo xuống đường dưới. Thôi tầm này là đừng cố gắng hạn chế giao tranh anh em nha. Chúng ta sẽ cố gắng trốn đi farm. Có được cho mình cái trang bị thứ hai chính đã, cầm được cái súng nộ năng khi đấy mới đấm được cái con Tyrod. Bởi vì khi mà đánh nhau là Tyrod nó bật phản kích lên mà anh em. Nhưng mà khả năng cao là team bạn đang ép giao tranh ở đường giữa kìa. Cái trụ đường giữa sẽ bị nổ dưới cái lượng sát thương được dồi vào đến từ vị trí của Ranger, kèm theo đó là Sicilian. Và trên minimap thì mỡ đang thấy được có một cái sự xuất kích đến từ vị trí của cái vị tướng Johnson. Nhưng ở đây mỡ sẽ đưa đó là Tyrod vào lâu đài tình ái. Úi dồi ôi, nó hấp diếm mỡ luôn này. Sao lại đánh kỳ tài võ học là như thế nhở? Trời ơi, ít ra ông nhìn thấy tôi ông cũng phải giả vờ sợ đi chứ. Thế cuối cùng nó không sợ anh em ạ. Thế mỡ lại lên bảng điểm số rồi. Chơi này chơi gì anh em? Hay, có một cái tình huống trả sát thương đến từ đó là Sicilian. Và mỡ đã hồi sinh lại. Và mỡ nghĩ rằng là đến thời điểm hiện tại là với việc bị hạ gục 3 lần một cách như vậy, không thể hạ gục đi được Tyrod đúng không ạ? Mạng đầu tiên mỡ solo thua Tyrod này. Mạng thứ hai là mỡ đuổi theo Tyrod nhưng mà không hạ gục được anh ta. Mạng thứ ba đưa Tyrod được vào lô đài tình ái, nhưng mà mỡ vẫn phải lên bảng điểm số, mỡ không chơi được. Cho nên là bây giờ mỡ sẽ đi tìm những cái con mồi dễ dàng để hạ hơn. Đó chính là thứ nhất, cái vị tướng Kling. Và mỡ nghĩ rằng nếu như anh em nào mà chơi game thọt giống như mỡ ấy, khi mà đối đầu với một cái vị tướng đi cùng lane quá mạnh là như vậy, thì anh em hãy đừng đánh anh ta nữa, mà anh em hãy đi tìm
những cái mục tiêu nó mang tính chất gọi là dễ thở hơn, kiểu như là cơ linh, kiểu như là Granger và thậm chí là Sicilian anh em nha. Bỏ cái con Dino đi. Lát nữa mình cầm được cho mình hai cái món đồ đam, đấy là cái lưỡi liềm thợ săn kèm theo đó là cái súng nộ năng, thì lúc đấy mới chơi được anh em ạ. Rồi, và vừa xong làm cái pha giao tranh tương đối là hỗn loạn. Team mỡ có được cho mình một cái tình huống hạ gục, đi được 3 thành viên bên phía team bạn, và cá nhân mỡ cũng đã có được cho mình hai mạng liên tiếp ở trong cái pha giao tranh vừa xong. Thì cái set trang bị của con Jin ở trong cái trận đấu này thì mỡ sẽ có một cái thay đổi nhẹ, đó chính là bởi vì team bạn có những cái vị tướng quá cứng, cho nên là sẽ không thể nào chúng ta lên được những cái trang bị phổ thông kiểu như là bách chiến dìu, xong rồi cầm cái băng thạch, rồi cầm cái dìu huyết buồng đồ được. Và chúng ta sẽ cần phải đổi cái set trang bị một chút xíu, đó chính là cái bách chiến dìu kèm theo đó là cái súng nộ năng luôn, để mà có thể đấm được vào máu của con Tyrus. Và anh em nhìn này, khi mà mỡ đã lên đồ chuẩn rồi thì lướt làm choáng và dồn sát thương Tyrus, anh ta không thở nổi trước một cái combo khi mà mỡ đã có được cái súng nặng nồ. Và đó là cái lý do mỡ đã giành được chiến thắng trước Tyrus lần đầu tiên ở trong cái trận đấu này. Thật ra cái tình huống vừa xong ý, cho dù có phản kích Tyrus cũng sẽ thua thôi, bởi vì cái lượng sức mạnh cũng như là cái ngưỡng trang bị của mỡ đã là đủ rồi. Và quan trọng nhất là anh ta bị khống chế hoàn toàn khi mà mỡ dồn sát thương. Mỡ là người chủ động dồn sát thương trước anh em ạ, cho nên là Tyrus không ăn được mỡ. Ok, và bây giờ thì mỡ đang cảm thấy được rằng là cái thế bắt đầu xanh chín trở lại rồi này anh em này. Mặc dù chưa biết là có thắng hay không, team bạn vẫn đang có những cái động thái thủ nhà. Mỡ đã cầm được cái món trang bị công thứ 3 rồi, nên nhớ rằng khi mà chúng ta thọt ý, thì anh em mỡ nghĩ rằng lên đồ thủ anh em cũng có thể cân nhắc, nhưng anh em cũng có thể lên đồ công. Và đây này, mỡ solo 1v1 với Tyrus luôn này, nhưng mà Tyrus sợ mỡ rồi. Tầm này Tyrus cảm giác như không ăn được mỡ rồi, hoặc quan trọng nhất là anh ta không có phản kích, cho nên anh ta không chơi mỡ. Rồi Tyrus đây có ra không ta? Tầm này là tự tin ăn Tyrus anh em nha. Đầu game mỡ không ăn được bởi vì là anh ta khỏe sớm trước mỡ. Còn ở thời điểm hiện tại mỡ đủ cứng để mà có thể trao đổi sát thương với Tyrus rồi. Cho nên là mỡ hoàn toàn có thể chơi được anh ta. Và ở đây này, đưa đó là Sicilian vào lâu đài tình ái. Nào anh này định chạy đâu? Ôi trời ơi, hồi máu kìa anh em kìa. Trời ơi, đấm cái. Chắc không được anh em ạ. Tay. À đâu, vẫn đấm được. Hay quá. Tại Will hạ cũng đi được đó là Sicilian. Giao tranh được nổ ra, Johnson anh ta có một cái quả tông xe khá là chí. Và Tại Will team mỡ đã phải lên bàn điểm số. Team bạn tập trung ở đây là 4 thành viên, chỉ có Sicilian lên bàn điểm số. Và như vậy là team bạn đã giao tranh chiến thắng khi mà hàng Nga team mỡ vẫn đang đứng ở rất xa. Và Yi Sanxin team mỡ thì anh ta cả ngày chẳng có làm việc gì cả, ngoại trừ cái việc lên bảng điểm số anh em ạ. Dị vãi cả nồi. Nhưng mà không sao, dừng feed như thế thì thật sự nó mới là cái cơ hội để cho mình tỏa sáng đúng không anh em. Và không biết liệu có tỏa sáng được không khi mà team bạn vẫn đang chiếm thế thượng phong. Và ui, hàng Nga của ta làm gì đây? Đang có một cái tình huống hàng Nga đứng giữa vòng vây của hai xạ thủ bên phía của team bạn. Mặc dù hàng Nga hạ cũng đi được cờ linh, nhưng mà Granger có được mạng của hàng Nga. KDA của cả hai team ở thời điểm hiện tại, team bạn vẫn vượt trội hơn với KDA là 23-17 anh em ạ. Trong khi đó thì team mỡ ông Yi Sanxin thôi, không cần phải nhìn ông Yi Sanxin làm gì anh em ạ, nhìn làm gì cho nó mệt. Johnson anh ta có một cái tình huống tông, anh ta không tông trúng ai cả, anh ta đi rất là lượn, nhưng mỡ vẫn đứng ở đây để mỡ nhồng đám sau. Đây này, mỡ lo con Tyrus cho anh em xem này. Tầm này Tyrus không có cửa ăn với mỡ, xui kẻo với anh em là như vậy luôn. Tyrus đứng đâu, chạy đâu ông ơi? Đầu game bắt nạt tôi ghê lắm mà. Đúng rồi, mình va chạm cái, thế là Tyrus bay màu, mạng thứ 6 của mỡ rồi. Đấy, đầu game mỡ thọt bao nhiêu thì đến thời điểm hiện tại mỡ trả cả vốn lẫn lãi cho Tyrus. Johnson anh ta tông bay màu như Sanxin, và team mỡ đang giao tranh giữa cái thế gọi là hình như là có bắt lùi. Mỡ thì hết máu hết mana, cho nên là mỡ sẽ không quay trở lại cái pha giao tranh vào xong đâu, để cho team mỡ tự đánh nhau. Trong khi đó thì mỡ sẽ đi đẩy cái đường dưới lên bằng cái bộ kỹ năng của mình. Thật ra là đến thời điểm hiện tại là mỡ thấy là team mỡ và team bạn là tương đối tương đồng về cái lượng trang bị cũng như là thế lính, về lane anh em thấy không? Tương đồng rồi. Còn cái mạng hạ gục thì không quá là quan trọng, bởi vì tranh nhau chỉ có khoảng độ tầm 4-5 mạng hạ gục như thế này thì chơi được. Còn bây giờ nhiệm vụ của mỡ nha là sẽ đi bắt được những cái thằng như sau này. Tyrus có thể bắt được này, hai thằng xạ thủ Granger Kling có thể bắt được này, Sicilian có thể bắt được đấy, cho nên là mục tiêu của mỡ sẽ là đi bắt những cái đứa đấy. Ui, trả sát thương đến từ cái khúc cuồng ca của cái vị tướng Granger cầu đi gần 1/2 cây máu của mỡ. Và nhìn trên minimap kìa, Johnson đang có ý muốn lao đến, mỡ sẽ giả vờ đứng ngu anh em nha, giả vờ đứng ngu nha. Thế không tông vào mỡ à? Ê, cũng tinh tế đấy. Nhưng mà không sao, ở phía bên này là mỡ thấy ba thành viên team bạn thấp máu đang gọi là đi cùng nhau. Johnson anh ta có một cái tình huống lái tương đối lượn, và anh ta đang muốn đảo một vòng kìa. Khả năng cao anh ta sẽ tông ra đường giữa, nhưng team mỡ sẽ đứng ở đây, có mặt ở đây. Mỡ đang muốn nhồng vào đó là cái vị tướng Tyrus, chắc chắn là như vậy rồi. Muốn đưa Tyrus vào lâu đài tình ái, và Tyrus chắc chắn sẽ phải lên bảng điểm số hạ gục đi được đó là người chơi đường dưới, vì thâm thủ cá nhân đến từ vị trí của mỡ. Và team bạn sẽ phải giao tranh với tình huống gọi là 3-5. Mất đi tanker, mất đi Tyrus, và đây sẽ là cái thế để team mỡ ăn đi cho mình, đó là cái con lon này. Ui,
đầu game thua tận gần 10 mạng. Rồi thì đi rừng fit 0708. Đến thời điểm hiện tại như bố rừng cũng chưa được mạng nào thì phải. Và mỡ thì đi thua lane rất đậm sâu. Nhưng đến thời điểm hiện tại là mỡ hình như là vẫn đang chơi được trong cái tình huống này. Và đây là có Cecilion, mỡ sẽ đấm thẳng vào mặt của Cecilion, hạ cũng đi được anh ta. Nhưng ai à, bị trừng phạt huyết tế đến từ cái con Granger. Nhưng ở đây không sao. Úi dồi ôi, 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 trời ơi, cái bà này. Úi dồi, úi dồi, thôi. Tôi cũng tôi khép đi, tôi lạy ông Beatrix. Tôi khép đi, tôi lạy bà Beatrix. Tôi vải bà Beatrix ngả nón. Thôi hôm sau quay người trở lại diễn biến trong cái trận đấu này. Mỡ đưa Johnson vào lâu đài tình ái. Và Johnson anh ta không từ chối cái lời mời lên cái lâu đài tình ái của Mỡ. Mỡ có được cho mình cái mạng thứ 9 rồi. Trận đấu này thì đầu game cứ tưởng thua anh em ạ. Cứ tưởng thua, nhưng ai ngờ là thắng. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cá nhân Mỡ cũng nhận ra được rằng là cái con Gyros này thì quên mất, cái con Jin này thì về cơ bản là tương đối khỏe khi mà đi đường, đúng không anh em? Nó không đến mức tệ, anh em hoàn toàn có thể cầm Jin lên chảm sát hoặc Jin lên hóa đá. Hóa đá thì Mỡ chưa thử, nhưng mà với cái hóa đá thì anh em sẽ dễ làm combo, làm choáng hóa đá xong dồn combo lên đến từ cái con Jin này hơn. Đấy, nhưng với cái chảm sát thì Mỡ nghĩ rằng là anh em hoàn toàn có thể có được cho mình những cái tình huống nó dồn sát thương nhanh hơn. Đấy, thì cái đấy là nó sẽ tùy đến từ cái lối chơi của anh em. Nhưng đến thời điểm hiện tại là Mỡ thấy mình đủ xanh để đánh được như thế này anh em này. Úi dồi, dồn sát thương bay màu. Đó là cái vị tướng cơ linh tốc biến ulti là đẹp đến từ Tai Will. Và team bạn sẽ lên bảng đếm số trong cái tình huống này. Một pha mở giao tranh quá tuyệt vời, ông mặt rời của Mỡ lên bảng 4 thành viên. Và đây sẽ là thành viên cuối cùng mang tên gọi là Granger. 5 thành viên team bạn bị quét sạch. Và chơi sẽ là cái trận đấu gọi là giành chiến thắng của Mỡ với cái vị tướng Jin đi đường này. Trên đây là toàn bộ video clip về Jin mà Mỡ muốn mang đến cho anh em. Và nếu anh em thấy video clip này của Mỡ thú vị, đừng quên để lại cho Mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.